Lẽ nào lời nguyền có thật? Tiền đôi khi không phải là tất cả. Tôi đang nghi ngờ tất cả mọi người. Đôi khi hung thủ lại chính là những người thân cận với mình nhé. Tôi là Phi Long, một phóng viên trẻ mới vào nghề, phụ trách lĩnh vực điều tra xã hội. Tôi vẫn chưa được ký hợp đồng chính thức, nhưng không sao, tôi quan niệm rằng mình không phụ nghề, nghề sẽ không phụ mình. Tôi yêu cuộc sống, đam mê công việc. Tôi luôn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Tôi có một sở thích đặc biệt, đó là truyện trinh thám. Sau giờ làm việc, tôi sẽ đến với những vụ án của mình. Trinh thám với tôi không chỉ là để giải trí, mà tôi còn dùng nó để rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng phân tích thế giới quan. Rồi một ngày, tôi nhận được một tin nhắn quan trọng. Em chào sếp. Cậu đến trễ 4 phút. Ngồi đi. Tôi báo cho cậu một tin vui. Tin vui? Tuần sau cậu sẽ được ký hợp đồng chính thức. Thiệt hả sếp? Tôi rất hài lòng vì có loạt phóng sự điều tra gì rồi của cậu. Dạ, cảm ơn sếp nhiều. Trước khi trở thành thành viên chính thức của tờ báo này, tôi sẽ cho cậu một chuyến đi đến... Một chuyến đi? Phải. Một chuyến đi đến chốn yên bình. Chốn yên bình? Cậu có ấn tượng với ba từ chốn yên bình này chứ? Có phải là loạt truyện nhiều kỳ của nhà văn Thảo Hạnh đang đình đám trên tờ báo của mình phải không sếp? Chính xác. Cậu xem đây. Cậu có ấn tượng với bản thảo viết tay của nhà văn này không? Đúng là nét chữ nết người. Chữ viết mềm mại như vậy chắc chắn là của người thuận tay phải, mà còn là một nữ tác giả. Nhưng lại có nhiều uẩn khúc trong cuộc sống. Cậu khá lắm.
Tuy là một câu chuyện đẹp viết về một nơi chốn yên bình, nhưng những dòng văn thật là trầm buồn, cho thấy nữ nhà văn Thảo Hạnh là một người sống rất là nội tâm và có rất nhiều bí mật trong cuộc sống. Nhà văn không có để lại số điện thoại, chỉ có địa chỉ ở đây. Mà chúng ta thì cũng chưa bao giờ chuyển cho nhà văn Thảo Hạnh này một xu nhuận bút nào. Vậy là bây giờ sếp muốn tôi đi đến chốn yên bình để tìm hiểu về tác giả và lý giải vì sao ở chốn yên bình đó lại sản sinh ra một tác phẩm nhiều cảm xúc như vậy. Cậu rất là thông minh. Vậy là cứ theo địa chỉ mà nhà văn có bút danh là Thảo Hạnh để lại trên các bản thảo, tôi đã khởi hành đến chốn yên bình để bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đó là một nơi rất xa, rất xa, trái hẳn với cái tên chốn yên bình của nó. Với tôi, nó lại báo hiệu một chuyến đi lành ít, dữ nhiều. Nhà văn Thảo Hạnh, ấp Phú An. Mấy bữa nay mày đói lắm phải không? Đừng có giận tao nha. Tao xin lỗi. Dạ xin lỗi chú, con muốn tìm nhà của nhà văn Thảo Hạnh. Nhà văn? Dạ. Tên Thảo Hạnh? Dạ. Cậu tìm bà ta để làm? Thì chú biết chú chỉ giùm con đi. Cho 50.000 nghe. Đồng ý tôi chở đến nhà bà. Dạ. Rồi lên xe. Ủa sao vậy chú? Xin lỗi cậu, xe tôi hết xăng. Cậu băng qua khu rừng này là tới nhà bà Hạnh rồi đó. Đây. Ừ, tôi lấy cậu 40.000 thôi. Thôi khỏi luôn đi chú. Cảm ơn cậu. Chú có thấy thằng cướp cầm cái giỏ của con không? Thằng mất dạy! Mày! Lỡ quen đường cũ, lại quen đường cũ rồi! Mày lại quen đường cũ, mày lại quen đường cũ hả? Kiểm tra lại đi. Cảm ơn chú. Nhà bà Hạnh bên kia, đừng có quẹo lung tung. Dạ. Má, sao má cứ khó chịu với Vượng hoài vậy? Con đừng có nhiều chuyện. Nghe lời má, con gái lớn rồi, làm chuyện gì thì phải cẩn thận. Má lo kỳ quá à. Dù gì ông cũng là Vượng của con. Con có nghe lời má không hả?
kiếm ai vậy? Cho tôi hỏi, đây phải nhà của nhà văn Thảo Hạnh không? Anh là? Tôi là phóng viên từ thành phố xuống, tôi muốn gặp nhà văn Thảo Hạnh. Ở đây á, không ai tên Thảo Hạnh hết á, chỉ có má em tên Hạnh thôi à. Thảo Hạnh chính là tôi. Chào cô. Ê, vậy nhà văn anh Tiệp là má em. Em là con của nhà văn đó nè. Em tên là Thanh Thanh. Chào em. Dạ, cô cho con gửi cô nhuận bút của năm kỳ đầu tiên của tác phẩm Chốn Yên Bình. Dạ. Thực ra thì tòa soạn tụi con cũng đã nhận được 10 kỳ thì bản thảo viết tay của cô qua đường bưu điện rồi. Thật ra thì cái số tiền này rất có ý nghĩa đối với chúng tôi trong lúc này. Cô ký xác nhận giùm con. Cô cho con mượn chứng minh thư. Dạ. Nguyễn Thị Hạnh. Dạ. Tác phẩm của cô rất là nhiều cảm xúc. Dạ, tòa soạn tụi con á muốn cô em xin lỗi anh Long. Nhỏ này. Xin lỗi cậu, con gái tụi nó hậu đậu quá. Dạ, không sao đâu cô. Hạnh. Dạ. Đi ra chợ mua nước về cho cậu Long uống. Nhanh đi con. Anh Long. Hả? Anh uống trà đá hay là nước xăm? Nước xăm nha. Em đi mua liền. Tòa soạn tụi con muốn cô viết thêm 30 kỳ nữa. Cô xem nhà ký xác nhận giùm con. Cô cho con hỏi là tại sao cô lại có bút danh là Thảo Hạnh? Ta ngắt đi một nhành hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa. Mộng trùng lai không có ở trên đời. Hương thời gian, mùi thạch thảo bốc hơi. Và nhớ nhé, tao đợi chờ em đó. Mùa thu chết của Guillaume Apollinaire. Đúng. Thạch thảo là loài hoa mà tôi rất yêu thích. Dạ, mời cô ký hợp đồng tiếp đi. Dạ. Cậu ra thị trấn mướn phòng nghỉ đỡ đi. Lát tôi ký sau. Dạ, chào cô con đi. Bộ nhà có khách không? Không phải chuyện của ông. Tôi không hoan nghênh sự trở về của ông. Và nơi chốn yên bình này không cần sự hiện diện của ông. Mày đi theo tao hoài vậy? Bộ mày tính dê tao hả? Anh Long, anh đi đâu vậy? Anh đi ra thị trấn. Chai nước xăm anh còn vô uống nữa nè. Cô kêu anh chị quay lại ký hợp đồng. Vậy hả? Để em dở anh đi. Anh là khách giúp em mà. Thank you.
Ba chúc mừng má đi. Sau nhiều đêm nức não suy nghĩ thì bây giờ má đã trở thành nhà văn ưu tú rồi. Mà thiệt ra em chưa có nói chuyện với ba lần nào hết á. Nghe đâu ổng mất hồi lúc em mới 2 tuổi hà. Ủa, vậy rồi Dượng em về ở với mẹ em từ khi nào? Nói nhỏ nhỏ thôi, coi chừng ba em nghe ổng buồn. Ổng mà biết má em có chồng khác là không có được đâu. Đàn ông khi yêu nhạy cảm lắm. Em không muốn ba em chết mà ổng nhắm mắt xuôi tai đâu. Mẹ ba ổng cười cái gì? Mặc dù á là em bỏ học từ nhỏ, nhưng mà mấy cái chuyện yêu đương nam nữ này á, em học nhanh lắm. Ờ, à, Dượng em á vì từ hồi hình như là em 14, 15 tuổi gì á. Ủa, rồi là Dượng em ở miết như vậy luôn hả? Ừ. Ngày xưa ổng đi giao hàng cho người ta, rồi nghe má em nói á là ổng rượu chè bê tha, làm ăn thất bại. Ổng đi biệt xứ 4 năm rồi. 4 năm biệt xứ? Đúng rồi. Tuần trước ổng mới về. Từ khi ổng về á là ổng không có uống một giọt rượu nào hết. Mà em không hiểu sao á, má em cứ kiếm chuyện đuổi ổng đi hoài à. Thấy ông cũng tội. Tao đi đâu cũng thấy mày. Tao căm thù mày. Đây là cái nơi yên nghỉ của chú Tám nè. Hả? Cái chợ của chú Tám á. Em không có thích chú. Tối ngày á chú cứ chơi chung với mấy con rùa. Đó, anh nhìn đi, nhà không có cái gì hết trơn á, y như hồi mấy tháng trước chú về đây vậy đó. Ủa, bộ chú Tám không phải là người ở đây hả? Đúng rồi, chú Tám mới về đây được nửa năm hà. Mà chú Tám cũng có nhà cửa gì hết á. Má em thấy tội cho nên á cho ổng dựng cái chòi ở đây ở đó. Thằng đó là thằng Tài, cháu của chú Tám. Ba má nó chết hết rồi. Lâu lâu nó về đây nó ở chung với chú Tám. Mà nó bị chú Tám đánh hoài à. Tuần này thì nó ở đây luôn. Nó đi theo em. Nó hay đi theo em lắm đó. Tại vì nó thích em. Nhưng mà anh yên tâm đi, em không có thích nó đâu. Anh thì có lo. Bé Thành dễ thương lắm. Anh với em hả? Tôi đã có cách để giải quyết ông ta rồi. Không quan tâm đến con của mình. Suốt ngày bà với ông Tám cùng nhau nghỉ mưu, giết ông Phương và giấu xác về rừng kia. Cậu đã tìm ra xác của ông Phương rồi. Trời ơi. Tôi báo công an. Một lát nữa họ sẽ tới đây. Và bà phải trả giá. Mày, chính mày đã hại đời Thanh đúng không? Giết người phải đền mạng thôi. Còn cuộc đời của em Thanh, ai sẽ đền cho em Thanh đây? Cậu Lộng ơi, cậu đã sai rồi.